lẻ thôi, nó 3 cây. Sâu dữ ta, cũng sâu quá. Con này mới khai trương hả? Mới luôn. Mới toàn luôn á. Mới ghép thử luôn. Vàng cũ một phát à. Đây là công đoạn ghép con này. Xong sẽ thành như thế này. Các bạn chờ trong giây lát anh em mình gác xong cái anh em mình sẽ đẩy các bạn xem nhé. Này tự làm nhà luôn hả? Nữa cái cây này là kêu cây gì anh hả? Cây chẻo. Phải chổi lên hả? Ừ. Chổi. Chổi gánh hai cánh chim. Lắm. Là lấy cái mền nào cũ cũ cuột lên cái nữa làm cái vòm này. Làm vòm luôn à. Đó, chứ cây giữa này chịu ở giữa để nó giữ hai bên, bên đây cho nó không có thòng xuống, bên đây cũng vậy nó cho cân rồi. Đi thôi cả nhà ơi. Bự á. Có gì á? Lắp. À. Hả? Các cơ bà lạng. Trời ơi. Hạnh phúc là đây. Có chưa có chưa? Lên nghe. Trời ơi. Đâu. Ú. Cái gì?
có mùa xuân. Lâu cũ. Còn miếng nước cày. Cắt thử, cắt thử. Thôi, cho nó vô nước đi. Mới qua đánh dưỡng này khó. Vừa hay quá ta. Một tay cầm máy chạy, còn tay thì lấy nặng thun bắn cò. Còn mắt nhìn ở dưới sông á, cái ruộng á, vậy mà cũng nhìn được hay rồi chứ. Mình nhìn bên đây. Mình nó ngồi bên đó, nó nhìn bên đó thận bên 301. Kết hợp ba môn luôn. Đu. Hai con rồi ha. Bên đây một con nè. Rồi bên hẳn con nữa nè. Hai chân đây luôn nè. Bên hai con luôn. Có đụng chưa? Chưa đụng rồi, lại anh thay với cái nhà. Gắn cố gắng phát huy đi. Anh lại đây. Ồ. Có phi hả? Phi. Chết quá rồi chưa? Phi. Phi hả? Ừ. Một con đâu. Ồ, cũng được. Vậy là em mắc cũng tin ha. Hai con. Con cá là được nè. Ừ. Bỏ lại đi. Có thùng nước bỏ lại cái ly tới đi. Cái cây hơi hết mình đóng đi. Tính có nước. Giờ lắm mới cùng gì cho mày có. Tôi rút vô đây ha. Đó. Ồ, thì mày mới có cái ruộng của đấy. Hai con cả nhà. Con nó mà hồi đậu như vậy đậu mới ghê chứ. Dục đáy lấy đi. Dục đáy đi. Còn thấy không? Đám này nó cặp đường mương có nè. À, sâu quá nó tìm rồi. Lạc tìm hả? Quá sâu, đám này sâu. Hèn chi chả máy đi dùng luôn. Sao em sụt miết kìa em.
ràng xanh không ràng. Hận hay quá Hận ơi. Cái gì là ai? Xuống nào anh không có hả? Hận xuống cũng lên trước đấy. Wow, một em cách chê tiền ta đen ta đen. Cự ly là 50 mét. Chắn mình luôn, chắn mình, chắn mình. Trúng rồi đó. Chị chắn hả? Trúng mà không thấm nữa mà ơi. Bay hết nổi rồi. Trúng, trúng giật cánh. Đã ha. Xa quá mà ta chịu vắng cho mệt. Chứ vắng có trúng đâu đó à. Vắng cho nó mệt đừng bắt. Đó, 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 đó. Trời trời cái tim. Trời sâu chứ anh hả? Trời ơi nó lúng. Đã rồi. Miếng này ngon rồi. Lúng rồi, dữ lắm. Tìm lông thần trưởng luôn. Lông cá lên, lông thần đỏ luôn. Tại vì chắc cái này lúng á. Cái này lúng, cá. Cá chuối đã. Không đụng luôn. Cái chụp hộp. Con cá rô phi. Trời ơi. Một xíu. Hả? Trời ơi, cũng bự, cũng nhỏ. Trời trời. Cái ổng chê cá rô phi ăn xương. Ông không bắt, ông thả luôn. Cá phi xương quá anh Hận. Xương quá. Bao gặp chim bự gặp cái gì đâu không. Cái này có cá. Cá chú mới bắt sướng à, lúng à. Em bước xuống á. Tới luôn quần luôn. Đây, người tháng con vậy trên đồng. Đó thôi. Hồi nãy mày thả. Thả con rồi. Phi lấy gì chiều đây, chưa lấy gì đâu nhậu. Chết luôn. Hồi nãy được hai con con phi rồi phải không? Dạ. Hai con ha. Trời ơi, thự lừ con cá luôn. Ủa con này thả thử dẫn rồi. Trời anh Hận con này con cá lóc đi. Cá lóc dữ lắm. Hồi nãy nó ọt bự lắm không? Nó phóng lên luôn mà. Thấy không? Thấy. Trời trời. Đã, quay 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 lại đây mới thấy nè em. Nè. Ôi ôi. Ghê ghê ghê. Đó, quay lại cái nó coi, khoe thành quả rồi. Ừ, rồi mua tay ra. Ủa? Gì anh Hận con chút xíu vậy? Cái tim. Cái tim bự lắm. Trời ơi. Còn con hồi nãy vừa nó thấy gì. Cái vậy mà bắt không xảy lên không ta? Hay ta? Xảy tụt cái ác liền. Ủa? Cái nào đó hóng rồi. Ừ. Đó liền không? Dạ anh hóng đi.
phớ. Trời ơi, đã nãy giờ đi lâu lắm rồi mới thấy. Tiếng gắt luôn hả Dương? Ngắt, thôi cho xảy được. Yeah. Quá thọt xuống à, anh Hoàng không có. Ôi ôi, cá ngoài nôm. Ngoài nôm hả? Cao thủ có khác. Cá cái này không ngon ha. Hay rồi. Tao đưa. Con này là hình như nó đẹp hơn con của Dương nè. Nó màu vàng. Vàng nhính nè. Cái sao nó không biết phè. Con trên bà còn đẹp nữa kìa. Đúng không? Đúng hả? Có, có. Cần rô. Cá lóc. Cục cấn. Ngon lắm. Chiên, chiên, chiên. Món cò cũng ngon lắm à. Có chừng dốc bờ á. Trời ơi, con này bị dứt rồi, nãy giờ rồi. Trứng luôn. Cái trứng đâu? Ôi giời, có trứng thật là. Nhắm đây thì qua đây nè. Con té cái thằng. Con ngủ gặp nó mình. Cái nhắm ra đây thì ra bên đổ còn gần hơn. Chắc con này chứ đâu. Chứ giờ đi đâu tầm thì xác đại giá tầm rồi đó. Không biết tầm điện nó thôi. Đi bắn vô ông. Bắn vô ngay chỗ sinh luôn. Ngay sinh á, cái kéo vô đẩy dài dài ruột của ông. Tôi bỏ dài vô. Thôi nó mệt quá, ai chạy chạy đi, nó chạy đi. Sáng người ta đã rồi. Còn ba ba. Không vui thiệt rồi đó. Mình sẽ con nữa hư. Chụp bên mọi bên mọi người vậy để muốn giơ lại hả? Giơ lại, giơ lại không tới hả chị? Giơ lại
Ủa ha. Nó nằm ngoài đây á. Nó đó. Nó cũng cứng. Có ba sừng. Tìm thấy bự lắm. Bự không anh Hận? Không bự không. Bằng cá giường bắt. Ồ. Có tối tên chưa? Chưa? Không chưa? Lụm bí. 15 con gì là đủ tin. Nửa con ký, nửa con ký. Nửa lộn. Con nửa ký, con nửa ký. Nửa con ký, nửa ký. Nửa con nửa ký. Đây, con đúng đó không? Là để đó. Mới ra tới đó ra xong chưa ta? Ra xong rồi đó. Đó, bờ xong đó. Ngon. Tới nhà rồi chưa? Rồi, cái này đem lên đổ vô theo. Sung sướng cuộc đời. Đồng gì mà bát ngát, buồn dầu. Đi cũng không cái tục khác ra đi. Thấy cái thao không? Bự không? Đó, một mớ cá lóc lên đây nữa. Ôi, nói gì tùm lum hết chứ coi. Đã. Ủa sao mình không ói ta? Có gì đâu để ói hả? Nóng quá.